Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý khán thính giả, vào thứ Bảy vừa qua, sau 2 giờ thiền định do Thầy Quảng Tịnh hướng dẫn là giờ học Phật Pháp Căn Bản, Thượng Tọa Thích Huyền Châu đã giảng về học xứ thứ hai là không được lấy vật không cho trong thành ấp hoặc A Luyện Nhã, cũng như chiếm lấy với tâm trộm cướp, không từ bỏ trộm cướp, vi phạm các quy định trong giới này là phạm vào tội trộm cắp. Tất cả những danh từ, định nghĩa thuộc giới luật cùng với sự giảng giải, phân tích có dẫn chứng mạch lạc đã giúp học viên hiểu rõ tường tận hơn về giới hạnh này mà xưa nay người thọ trì chỉ lờ mờ lướt qua một cách hời hợt, thô thiển. Kính mời quý vị cùng theo dõi sơ lược nội dung bài giảng sau đây. Lời nói khuôn vàng thước ngọc mà Phật đã răn bảo các đệ tử về giới cấm trộm cướp nhất định làm nền tảng gốc rễ để từ bỏ căn tánh tham lam có trong vô lượng kiếp. Người không biết nhàm chán, không thể tránh xa, không biết diệt trừ, bám giữ thói quen thường xuyên lấy vật không được cho trong nhiều lần, nhiều lúc, đã huân tập thành một tính nết bám rễ, lâu dần trở thành một người lấy vật không được cho. Người này lại vượt qua các hàng rào, bờ tường ngăn cản được xây cất ở nơi riêng tư và công cộng, thậm chí đến những nơi chốn an trú thanh tịnh tại núi rừng của người tu sĩ, nếu có hành vi lấy của không cho cũng đều vi phạm. Các món vật thuộc quyền sở hữu của một người được kể như vật dụng hữu tình mà người ấy sử dụng, cất giữ trong không gian riêng biệt gồm có tiền bạc, tư trang, dụng cụ, gia súc và luôn cả loại hữu vô tình như là vườn cây, xe cộ, nhà cửa. Đã là món đồ có người làm chủ, họ đang nắm giữ, không buông xả, không bố thí, cũng không ban tặng mà toan tính chiếm đoạt thì đây được xem là hành động lấy một vật không cho. Tuy nhiên, trong trường hợp món vật thất lạc không tìm được chủ nhân trong thời gian ấn định thì quyền sở hữu không còn giá trị theo luật cũng sẽ được sung vào công quỹ. Thì giáo thọ phân tích kỹ lưỡng thêm, những hành vi cử chỉ nhỏ nhặt vì sơ ý, tính hay quên, thậm chí đùa chơi thuộc tính cách giấu và tìm, hoặc không có sanh tâm chiếm giữ, thu gom cho mình thì không quy kết vào hạng tội trộm cắp. Vậy để quy thành tội danh thuộc trộm cướp được nêu rõ là có sắp đặt để chiếm lấy những món vật đã nêu trên với tâm trộm cướp, không từ bỏ trộm cướp, không nhàm chán. Đó là người lấy vật không được cho. Cũng với tính chất quan trọng chính yếu của học xứ này, người học pháp căn bản cần như lý tác ý để hiểu tường tận giới cấm thứ hai để có thể chuyển đạt sự thông suốt khi cần. Vậy phải hiểu thế nào gọi là không được cho và lấy mà không được cho? Thế nào là từ bỏ hành vi lấy mà không được cho? Đối với bất cứ vật không xả bỏ, không biếu tặng, không thí cho, biết người cất giấu, gìn giữ mà rắp tâm chiếm đoạt, khởi tâm ác, tâm bất thiện để trộm cướp khiến người mất an vui, phiền muộn, hành động trộm cướp có tư duy mưu tính, đặt kế hoạch, sắp xếp lộ trình, trang bị phương tiện, chuẩn bị dụng cụ, nhưng mưu đồ chưa thực hiện, đồ vật chưa di chuyển, thì tội trạng không thể kể, vẫn chỉ còn là một âm mưu của lòng tham muốn. Khi món đồ đã cho người vì tâm bất thiện, có dụng ý đem dời đổi khỏi vị trí của nó, thì tội trộm cắp chính thức kết thành vì không cho mà lấy. Do đó, người học tu phải tập từ bỏ trộm cắp bằng phương cách đối trị là thực hành bố thí, diệt trừ tham lam, chia sẻ cho người thiếu thốn, đói nghèo, kém may mắn trong bất cứ tình huống nào và bất kể thân sơ, rộng hơn thì đồng bào, đồng loại, gần mình hoặc khắp nơi với tấm lòng rộng mở,
mong muốn được san sẻ chút ít sự khốn khó, cơ cực. Phật tử tại gia càng xa lìa tánh sở hữu, càng nhiều càng tốt, để dần rời xa con đường trở lại sinh tử. Tâm càng ôm chấp sẽ chỉ đọa lạc mà thôi. Người thủ đắc của phi nghĩa ta không nên gần gũi, thì huống chi lại minh tâm ác hầu chiếm đoạt của người, lại càng đáng nghi bị quả trách trừng phạt hơn thế nữa. Đừng nói chi đây là học chứa nghiêm cấm phải đoạn diệt của người có người hành trì giới luật theo giáo pháp của Phật. Do đắm nhiễm tham lam, mê sai hương vị vật chất nơi cõi ta bà, nên chúng sinh thu giữ tập khí từ vô thủy đến nay mà lưu truyền tâm tánh sở hữu, ưa chuộng tích lũy khởi từ biến nhát dần dần đưa đến chiếm hữu, rồi tranh đoạt xâm lấn. Lâu dần tâm tánh này trở thành tánh sở đắc rất tự nhiên, theo đó tích chứa thành một loại nghiệp lực bất thiện nơi kẻ tà đạo không dễ loại trừ. Nghiệp lực dẫn đưa người muốn nắm giữ, muốn trộm cướp dù được che đậy dưới bất cứ hoàn cảnh nào và cũng đều trở thành tội danh. Tội danh trộm cướp xảy ra trong khuôn viên nhà chùa và phạm vi của chùa phải gánh lấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không cũng chỉ trên bề mặt luật pháp xã hội mà còn là các quả báo đời sau. Đồng thời, món vật do cá nhân sở hữu chỉ là trách nhiệm với người bị mất cấp. Nhưng món vật của chiêu đề là do đàn na thí chủ cúng dường tam bảo, thì hậu quả đem đến ác nghiệp này gấp nhiều lần. Sự quy kết tội danh khinh trọng không phải từ giá trị món vật, nhưng vì lòng thành cung kính với tâm phước thiện có khởi phát trong tâm người dân cúng. Người đệ tử Phật thọ trì học xứ thứ hai cần từ bỏ tâm sở hữu, ăn sâu trong tâm thức, biết tôn trọng tài sản người khác, không ác tâm chiếm đoạt của người cho mình khi người còn đang nắm giữ, chưa xả bỏ hoặc đang thất lạc. Vì mọi vật trên thế gian đâu đâu cũng đều có chủ, phải càng phát tâm ban bố dũng mãnh để tiêu trừ nghiệp lực xấu ác do tham muốn sở hữu, biết quay về hướng dẫn đến giác ngộ, giải thoát là kiên quyết thực hành đến trọn đời việc tránh xa lấy Phật không cho. Để được nghe thêm chi tiết của bài giảng và tìm hiểu về các chương trình hoằng pháp khác, kính mong quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà của Bồ Đề Phật Quốc.org. Trân trọng kính mời quý vị hãy đến tham dự chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020, từ 2 giờ đến 5 giờ. Sau khi thực tập thiền định, các học viên sẽ được tiếp tục nghe giảng môn Phật học căn bản. Đây là thời khóa dành cho những ai muốn có những giây phút an tịnh và muốn học hỏi, củng cố các kiến thức căn bản trong Đạo Phật. Kính mời quý khán thính giả và quý học viên sắp xếp thời gian đến tham dự lớp học thật đông đủ để thu đạt kết quả tốt nhất. Rất mong quý học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết khác. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thượng tọa Thích Quyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý khán thính giả thân tâm thường an lạc.